tình trong vòng tay, buồn đời tình không đổi thay, chân yêu đêm mai trong trái tim. Bình thường thì rất nhiều bạn trẻ hỏi là chị Mai ơi, tại sao chị giỏi thế, tại sao chị thành công thế? Thì Mai nói luôn, nếu mà các bạn muốn thành công thì ít nhất nữa các bạn cũng phải giỏi về cái lĩnh vực mà mình đang kinh doanh. Bây giờ trong kinh doanh theo quan điểm của Mai thì muốn thành công phải tạo ra sự khác biệt. Như vừa rồi các bạn đã xem nó, những cặp chân mày hay là những cặp môi của Mai á, thì thời trang sang trọng đẹp tự nhiên, đặc biệt là những cái màu mực của Dr. Megic này, rõ nguồn gốc xuất xứ này, giá cả thì hợp lý, hàng hiệu rất bình dân, cạnh tranh về chất lượng, cạnh tranh luôn giá cả. Và Mai nói thật nha, bản thân thương hiệu Marisa được như ngày hôm nay và được toàn bộ khách hàng tin yêu và sử dụng á, đó là gì ạ? Đó là Mai nhờ đi lên từng chuyên môn đó. Vì các bạn á, bây giờ có thể là thấy Mai là nào là nhà lầu xe hơi và dàn siêu xe đúng không? Nhưng đâu có biết được là Mai sinh ra trong một cái gia đình nghèo. Và để một cái thương hiệu phát triển như ngày hôm nay là Mai đi lên từng chuyên môn. Và đã là người lãnh đạo giỏi, là người biết đào tạo đội ngũ nhân viên giỏi. Một mình Mai giỏi là chưa có đủ, mà tất cả các nhân viên là đều phải giỏi, để khi khách hàng gặp cô A, cô B, cô C gì đều được hết. Có như thế thì mới tạo ra một thương hiệu Marisa như bây giờ. Nếu mà tất cả chị em phụ nữ á, mà muốn làm đẹp thả ga không lo về giá, thì cứ tới Marisa, khẳng định luôn Marisa đến là đẹp.